Mới đây, các nhà khoa học Israel đã phát triển thành công một thiết bị giống như chiếc mũ bảo hiểm, có thể điều trị dứt chứng trầm cảm bằng cách kích thích hoạt động thần kinh tại các vùng não bị bệnh. Loại mũ này do công ty sinh học Brainsway của Israel sáng chế. Mũ hoạt động theo phương pháp kích thích từ xuyên sọ, nghĩa là truyền các tín hiệu điện từ vào từng vùng não bị ảnh hưởng, nhằm kích thích các tế bào thần kinh mà những phương pháp điều trị khác không thể tác động. Theo trưởng bộ phận kỹ thuật của công ty Brainsway, ông Ronen Segan, thì phương pháp này cho hiệu quả cao và an toàn hơn nhiều so với liệu pháp sốc điện hiện nay. Phương pháp này có tỷ lệ thành công cao hơn hẳn và không gây nhiều biến chứng. Thiết bị này là hy vọng mới cho các bệnh nhân bị trầm cảm nhiều năm, cũng như một số bệnh nhân bị các chứng rối loạn thần kinh khác. Ông Ronen cho biết, mũ trị trầm cảm cũng được thử nghiệm trong điều trị bệnh liệt dung Parkinson, chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi Alzheimer và đều cho kết quả khả quan. Tới đây, chương trình Bảy Ngày Công Nghệ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi.